Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Vụ án ép cung của một số đối tượng được cho là đại diện của pháp luật đã gây ra một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên án quan 10 năm. Được biết, vụ án đã trở thành một vở kịch không hơn không kém trước tòa, khiến cho hội đồng xét xử phải đóng đinh án tù chung thân cho người vô tội. Để rồi khi nạn nhân được thả tự do thì nỗi ám ảnh vẫn theo người đàn ông này suốt cuộc đời. Chi tiết vụ án như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Theo như lời kể của ông Nguyễn Thanh Chấn, cũng như trong đơn kêu oan gửi thanh tra Bộ Công an, ông Chấn đã khẳng định mình bị ép cung, ép nhận tội. Các điều tra viên mà đến nay ông Chấn vẫn không thể quên được. Được biết, trong quá trình lấy lời khai, các điều tra viên này đã cầm dao, búa bắt ông Chấn nhận tội. Điều tra viên Trần NL tay cầm dao lăm lăm đe dọa: "Mày có khai không? Tao cho mày chết." Riêng điều tra viên D đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác trong trại để đi thực hiện tại hiện trường, ông Chấn khẳng định. Từ trong tù, ông Chấn đã gửi đơn kêu oan để gửi thanh tra Bộ Công an. Trong đơn này, ông Chấn nói rõ: "Ngày 30 tháng 8, tôi nhận được giấy mời lần 1 về Công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi biết gì về cái chết của cô Hoang, Nguyễn Thị Hoang, nạn nhân bị sát hại hay không. Tôi trả lời không biết gì cả. Đến 20 tháng 9, tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoang. Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn Hắc Tê lại lấy dấu vân chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Các cán bộ Nguyễn VD, Ngô DD, Đào VB, Nguyễn TT, Trần NL, thầy dâu túc trực tôi suốt đêm này đến đêm khác, không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt, ép buộc tôi. Cán bộ Trần NL bắt tôi vẽ dao. Tôi không vẽ loại dao gì, lại bảo cho mày cái búa vào đầu, cho mày chết bây giờ. Tiếp đó, cán bộ Ngô DD đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28 tháng 9. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại kế ở Bắc Giang. Ông Chấn tiếp tục kể lại trong sợ hãi. Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng thì có một mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào hai mang tay, sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28, hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng lân lân. Ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt. Cũng trong trại kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho một tù nhân giả làm cô Hoang. Cán bộ đưa cho tôi cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo, làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân bắt tôi diễn lại và quay phim. Cục theo ông Chấn, trong quá trình ở trại giam, kiểm soát viên Đặng TV đã nói nhiều lần mang hồ sơ bắt ông phải ký. Tôi không ký, ông ấy còn định đánh tôi, ông Chấn cho hay. Đó là một trong những ký ức kinh hoàng nhất khiến cuộc đời của ông Nguyễn Thanh Chấn bị đánh cắp. Hai ngày về nhà, ông mới đủ bình tĩnh để nhớ và kể lại cho phóng viên nghe về những điều tra viên đã đẩy ông vào tù tội. Trong tâm trạng còn xúc động vì trải qua một cơn ác mộng dài, ông Chấn nói: "Đêm qua không ngủ được, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Hai ba ngày tôi không ăn được gì, người cứ lâng lâng. Bây giờ trong hành lý mang về nhà, đơn kiện kêu oan của tôi vẫn còn nhiều lắm. Ở trong tù, khi thời gian rảnh rỗi, tôi chỉ nghĩ đến việc viết đơn kêu oan." Nhớ lại thời khắc lịch sử ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt, anh em đồng hao với ông Chấn, người cùng với chị Chiến đi khiếu nại cho ông Chấn kể lại. Chấn chỉ kiểm soát viên Đặng Thế V, nói ông kia mua hồ sơ sang bắt tôi ký, nhưng tôi không ký, ông ấy còn định đánh tôi. Và Chấn kể ra việc bị ép cung. Hội đồng xét xử yêu cầu có bằng chứng, nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng. Anh không thực hiện hành vi phạm tội, tại sao lại thực hiện thành thục trong mô tả của cáo trạng? Là do điều tra viên dạy thực hiện nhiều lần trong tù. Theo ông Hoạt và một số nguồn tin khác, điều tra viên Nguyễn Hữu Tây đã bị chết trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường ở cơ quan về. Một số nguồn tin khác cũng cho biết, một điều tra viên hiện đang làm trưởng công an của một huyện ở Bắc Giang. Một điều tra viên làm phó trưởng công an tại một huyện ở Bắc Giang. Còn hội đồng xét xử chủ tọa phiên sơ thẩm là ông Nguyễn Minh Năng, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Chấn năm 2004. Tuy nhiên, ông Năng bị tai nạn giao thông năm 2010, vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não. Sau khi xét rõ sự tình về vụ án oan của người đàn ông tội nghiệp, sáng ngày 5 tháng 11, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã có buổi họp báo và cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn. Tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Yến, vụ trưởng vụ 3, vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát xét xử hình sự,
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho hay. Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có nhận được đơn kêu oan của ông Chấn, nhưng đến một năm sau đã cử cán bộ xác minh theo đúng quy trình. Tuy nhiên, thời điểm sau đó, bản án phúc thẩm bị hủy để xem xét lại phần bồi thường dân sự của Nguyễn Thanh Chấn, nên hồ sơ vụ án được chuyển lại cấp sơ thẩm. Đến tháng 3, có bản án về bồi thường dân sự, ông Chấn tiếp tục có đơn kêu oan từ trong trại và bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn, có đơn gửi, nhưng đơn lại không chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hay những nơi xem xét thủ tục tái thẩm, giám đốc thẩm, mà gửi đến cơ quan khác. Đó là lý do mà 10 năm, đơn của ông Chấn mới được giải quyết. Sau khi nhận được đơn, chỉ sau một tuần, cơ quan chức năng đã ra được các quyết định tố tụng. Đối với vấn đề ép cung, bức cung, ông Vũ Đăng Khoa, Cục trưởng Cục điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho hay, sẽ làm rõ có hay không việc xâm phạm tư pháp. Cục theo lời ông Khoa, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ đưa ra phán xét cuối cùng. Gia đình ông Chấn và người thân đang trông chờ công lý được thực thi, phần nào bù đắp cho những thiệt thòi trong suốt 10 năm đằng đẵng mà ông Chấn cùng người nhà đã phải gánh chịu. Ngày 6 tháng 11, Tòa án Nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa xét xử tái thẩm. Án oan sai là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền con người, đến tình hình kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công lý. Ghi nhận nỗ lực cố gắng trong bồi thường oan sai, nhưng bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, phản ánh thực tiễn giám sát có tình trạng dây dưa kéo dài, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm. Có vụ kéo dài đến 5-7 năm, thậm chí còn lâu hơn. Thực trạng này vi phạm nguyên tắc bồi thường phải nhanh chóng, kịp thời và quan trọng hơn là ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị oan. Thực trạng này vi phạm nguyên tắc bồi thường phải nhanh chóng, kịp thời và quan trọng hơn là ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị oan. Để khắc phục tình trạng này, theo chánh án Trương Hòa Bình, cần phải sửa luật bồi thường nhà nước và có cơ quan trọng tài để xác định cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có tranh chấp. Nói cho cùng, bất kể sai ở đâu, nhưng nếu để người công dân bị buộc tội oan sai thì trách nhiệm thuộc về tòa án, mà người trực tiếp chịu trách nhiệm là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa và tập thể hội đồng xét xử phải chịu. Khi xét xử vụ án, tòa án phải chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân. Oan sai gây ra sự bức xúc trong công luận, nhưng chúng ta cũng cần phải đánh giá đúng mức là tình hình oan sai từng bước đã được khắc phục. Oan sai gây ra sự bức xúc trong công luận, nhưng chúng ta cũng cần đánh giá đúng mức là tình hình oan sai đã từng bước được khắc phục. Về giải pháp đột phá để chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, chánh án cho biết, ngành tòa án xác định, trước hết cần thực hiện tốt việc tranh tụng, tới đây sửa luật tố tụng hình sự, theo đó sẽ tập trung làm tốt chương trình tranh tụng. Làm sao để phát huy vai trò của luật sư có thể cho tham gia ngay từ đầu, hoặc người bào chữa đại diện cho quyền lợi của bị can. Theo chánh án, nếu điều tra viên làm tốt việc thu thập chứng cứ tại hiện trường thì sẽ hạn chế rất nhiều sai sót trong thời gian qua. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!